Thầy minh thiền cho con hỏi. Con có ông chồng trước đây rất lo làm ăn, nhưng không biết thời gian gần đây ông bị ma rượu nhập hay sao mà say xỉn cả ngày. Xin thầy chỉ con cách làm cho ổng hết uống rượu. Hết uống rượu thì mua bia chẳng uống. Mua bia uống thì không uống rượu thôi. Đây là câu hỏi mà Minh Thiền nhận được rất nhiều từ một số Phật tử và không phải Phật tử, cứ than vãn là không biết làm sao để cho chồng con hết uống rượu. Nên thưa, cái gì nó đã tập thì nó thành thói quen, mà đã thành thói quen thì khó bỏ, mà đã thành thói quen thì tất nhiên chúng ta sẽ ghiền, chúng ta sẽ nghiện. Và khi thiếu nó, đôi khi chúng ta cảm thấy đời nó không được vui, khuôn mặt nó ủ dột, tay chân nó mỏi mệt, không muốn làm chi hết. Tôi gặp rất nhiều người buổi sáng là có hơi men. Mình hỏi, ủa chứ sao chú sáng uống rượu sớm vậy? Trả lời, dạ thưa thầy, uống không nhiều nhưng sáng nào cũng phải làm vài ly để nó có cái tinh thần phấn chấn, có sức khỏe. Không uống rượu là không làm gì nổi hết thầy ơi. Uống rượu mới làm nổi. Thì tôi nghĩ đôi khi đây là cái lý do để họ biện hộ cho cái tính nghiền rượu của họ thôi. Chứ bản chất mình nghĩ rằng rượu vào á thì tinh thần không sáng, mà rượu vào thì nó thiêu đốt nội tạng của chúng ta, nhất là gan của chúng ta. Người nam ung thư gan nhiều là bởi do rượu và bia quá tải. Gan của chúng ta nó bị chai, nồng độ cồn trong rượu nó thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của chúng ta. Nhưng rồi vì bệnh ghiền, vì bệnh nghiện, vì bệnh thèm, chúng ta mỗi ngày cứ đưa cái thuốc độc vào để tàn phá sức khỏe của mình mà mình không biết. Còn muốn chỉ cách bỏ thì thật sự ra thầy không có cái cách nào hay hết. Chỉ có những cái phương pháp mà nó tạm thời gọi là chung chung thôi. Nhưng cũng tùy thuộc vào người mà họ có ý chí để bỏ hay không. Bây giờ có 100.000 phương pháp đưa ra để chỉ, để dẫn dắt, để dẫn dụ. Nhưng người đó họ nhất định không thực hiện, họ vẫn thèm, họ vẫn nghiện. Thì thưa rằng những phương pháp đó nó trở thành vô nghĩa, nó trở thành không có ích lợi. Chúng ta có thể nói cho người đó biết tác hại của rượu, nó tàn phá sức khỏe, tàn phá tinh thần của chúng ta như thế nào. Tác hại của rượu nó làm cho tình cảm, làm cho gia đình, làm cho công việc nó đổ vỡ, nó thất bại ra làm sao. Và có những người vì rượu mà bỏ mạng ở ngoài đường, có những người vì rượu bỏ mạng trên giường bệnh, có những người vì rượu mà họ chết dưới sông, dưới suối, vân vân. Chúng ta dẫn dụ cho họ thấy tác hại, tai hại của rượu gây ra, và mình khuyên họ chân thành. Nhưng thưa, khó bỏ lắm. Hồi đó mình có đọc ở đâu đó một cái bài thơ về rượu cũng hay lắm. Mình nhớ tới đâu mình đọc tới đó cho đại chúng nghe nè. Nếu mà quên hoặc sai thì đại chúng thông cảm. Em hỏi anh, giữa em và rượu thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào? Lúc đó chồng mới trả lời. Hai câu hỏi trước là vợ hỏi. Lúc đó chồng mới nghiêm túc trả lời. Câu hỏi buồn, nghe cay đắng làm sao? Trong phút chốc nó làm anh bối rối. Rượu buổi chiều, em thì buổi tối.
Rượu và em là gạch nối của đời anh. Nếu như em muốn biết rõ ngọn ngành, anh sẽ nói em đừng cho ngốc nghếch. Cũng vì tủ mà bao người đã chết, còn vì yêu thiên hạ chết cũng nhiều. Rượu và em hai nỗi nhớ đáng yêu, nếu được chết anh xin chết một chiều bên em và có rượu. Rồi cuối cùng chồng trả lời sao? Vợ hỏi, vậy thì bây giờ giữa rượu với em anh chọn đi. Anh chọn rượu thì mình chia tay, còn anh chọn em thì anh bỏ rượu. Ông chồng cũng ngồi, ông nói quần, ông nói rượu với em nó như gạch nối của đời anh, nó cũng như ngày và đêm là sự tiếp diễn liên tục của thời gian vậy đó. Câu nói mà khiến mấy bà mê gần chết đó là rượu buổi chiều em thì buổi tối, rượu và em là gạch nối của đời anh. Chà, tức là nó liên tục như ngày và đêm có mặt giữa dòng đời này đó, không thể thiếu được. Và cuối cùng thì ông nhận định cho vợ biết rằng cũng vì yêu á mà rất nhiều người chết, còn vì men vì rượu thì cũng bao nhiêu kẻ đã bỏ mình, biết như biết thế nhưng mà không sợ, bởi vì ông cam kết rằng rượu và em là hai nỗi nhớ đáng yêu, hai nỗi nhớ đáng yêu. Nhớ em thì chỉ nhớ được một nửa của sự đáng yêu, nhớ rượu cũng là nhớ một nửa của sự đáng yêu. Như vậy nhớ cả em và rượu thì anh nhớ được trọn vẹn của sự đáng yêu. Thế cho nên nếu được chết anh xin chết một chiều bên em và có rượu. Ghê thiệt. Vậy là mấy thầy chỉ sống một cuộc đời không có cái để đáng yêu, cũng không bên em và cũng không có rượu. Xin thưa, có nhiều và rất nhiều ông chồng khi được vợ khuyên bảo hay là con cháu nó khuyên bảo bỏ rượu, trả lời rất dứt khoát: bỏ gì tao cũng bỏ được, rượu tao không bỏ. Có nhiều người khi mà bác sĩ khuyên bỏ thuốc, đi khám bệnh, phổi nó bị bệnh, bác sĩ khuyên bỏ thuốc, về bà vợ mới kêu: ông sao ông hút thuốc, bác sĩ khuyên bỏ thuốc rồi mà còn hút thuốc. Tôi bỏ bà được chứ thuốc tôi bỏ không được. Nó như là tình nhân, tất cả là bởi do mình quân tập, nó thành thói quen, nó thành thói quen rồi nó có sức mạnh, nó bắt buộc mình phải làm nô lệ cho nó. Nhưng thưa, nếu như chúng ta có ý chí, chúng ta dám từ bỏ, việc gì chúng ta làm cũng được. Việc gì làm cũng được. Rượu là cái gì? Rượu không là cái gì hết. Nó là một chất độc giết chết đi bao mảnh đời, bao lứa tuổi còn xanh, mà thay vì những mảnh đời đó, những lứa tuổi đó tương lai rất là sáng để đóng góp cho cuộc đời, cho gia đình, cho xã hội, nhưng chỉ vì rượu mà phải quăng mình ra ngoài đồng hoang xanh cỏ. Tất cả những tai nạn giao thông khi được Ban An toàn giao thông của nhà nước tổng kết đó, thì hơn 50% tai nạn xảy ra là do người điều khiển phương tiện uống rượu, uống bia có nồng độ cồn trong máu, trong hơi thở. Rượu là ác, rượu là tai họa, rượu là xấu, đừng kết bạn với rượu. Tôi khuyên mấy ông đàn ông như vậy. Thưa Thầy, mong Thầy chỉ dạy tại sao trong cuộc sống hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều. Chắc có lẽ Phật tử này
trong công việc cứ mở mắt ra là gặp những người lừa dối, gạt gẫm, không thật thà. Điều thứ nhất thầy khuyên là bản thân chúng ta phải nhìn nhận tại sao chúng ta không gặp được những người tốt, những người thật thà, những người tử tế, mà gặp toàn những người xảo nguyệt, dối trá. Là bởi vì trong quá khứ chúng ta cũng đã từng gieo cái nhân dối trá xấu xa này rồi, cho nên bây giờ gặp lại trong dòng luân hồi nó dai trả thôi. Điều thứ nhất cần phải nhìn nhận như vậy để làm gì? Để chúng ta không có đem cái tâm sân hận ghét bỏ những người họ lừa lọc ta, những người gọi là lý thông đó. Còn nếu như chúng ta không nhìn nhận điều đó, không có quan niệm về bản thân của mình đó, thì chúng ta rất dễ sanh sân hận và ghét bỏ những người họ lừa lọc, họ gạt gẫm ta. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta xóa bỏ oán thù bằng tuệ giác. Mà tuệ giác tức là sự nhìn nhận những sự việc đang diễn ra trong cuộc sống, chúng ta phải thấy nó một cách sáng tỏ về nhân và quả trong quá khứ, để trong đời sống của chúng ta, chúng ta có được cách sống, có được phương pháp tốt hơn, để tương lai của chúng ta không phải vướng vào hoàn cảnh và cuộc sống đen tối này nữa. Còn cái chuyện thạch sanh và lý thông thì xin thưa với các vị, xã hội ngày hôm nay 10 người thì trong đó có đến 6, 7 người sống không thật thà với nhau rồi. Vì cái gì? Có thể vì hoàn cảnh, vì điều kiện, vì công ăn việc làm. Chúng ta không sống bằng cái mặt thật với nhau, mà chúng ta đeo mặt nạ lên để sống. Người xưa nói là sợ hai mặt, nhưng bây giờ không phải hai mặt, nó rất nhiều mặt, nó rất nhiều mặt. Thương cũng thương, thương cái mặt, ghét cũng ghét cái mặt, sinh cũng sinh cái mặt, mà xấu cũng xấu cái mặt, đẹp cũng đẹp cái mặt, mà không đẹp cũng là không đẹp cái mặt. Tất cả đều lấy cái mặt ra để đại diện cho tất cả mọi cái mối tương quan trong cuộc sống. Nhưng có một điều khuyên nhau rằng cái mặt này sao cũng được, nhớ kỹ sống với nhau đừng trở mặt là ok. Sợ mình trở mặt thôi nha. Cuộc sống này con người ta trở mặt như nướng bánh tráng vậy đó, lật qua lật lại, lật qua lật lại. Họ đến với mình, họ nói mình phải, họ khen mình tốt. Nhưng chắc gì họ ngồi với người kia, họ khen mình phải, họ nói mình tốt. Đến với mình thì ca cẩm, rồi mình tán thán mình dữ lắm. Nhưng đến với người kia thì chê chửi mình không còn cái gì. Đó gọi là trở mặt, là hai mặt, là nhiều mặt. Vì vậy Minh Thiền ngồi, Minh Thiền nghiệm có mấy câu cũng vui lắm. Minh Thiền nói cuộc sống này chúng ta có hai chân để đứng, để đi, để chạy, để nhảy. Và cũng có những người thiếu phước, họ không có hai chân lành lặn như chúng ta. Nhưng thưa, hai chân này nó quan trọng với chuyện di chuyển đi đứng chạy nhảy của chúng ta, nhưng nó không quan trọng bằng một chân nữa. Cho nên Minh Thiền nói cuộc sống này ai cũng cần có ba chân. Chân trái, chân phải và chân giữa là chân trung tâm, là chân chính của cuộc đời. Sao tôi nói chân giữa cái mấy cô cười? Chân giữa là chân gì mà nó cần thiết cho cuộc đời này lắm? Hai chân của chúng ta là
chân trái chân phải, chân giữa nó chính là chân tình và chân thật. Cuộc sống này con người ta không chân tình, không chân thật với nhau, thế cho nên họ mới lừa gạt nhau, họ dối trá nhau, họ bịp bợm nhau để mà sống. Cho nên thời đại của chúng ta là thời đại cần cái chân thật nhất, cần cái chân tình dành cho nhau nhất. Trong công việc hay trong tình cảm, nếu không chân tình, không chân thật với nhau thì hạnh phúc sẽ đổ vỡ, công việc sẽ thất bại. Vì sao? Vì một người lừa dối, một người thủ đoạn không bao giờ có hạnh phúc. Một người lừa gạt, một người bịp bợm thì không bao giờ được thành công. Vì vậy Minh Thiền nói cuộc đời con người ta cần thêm cái chân giữa, cái chân chủ đạo, đó chính là chân tình, là chân thật. Người tu mình có cần cái chân thứ ba đó không? Cần chứ. Người tu mình nâng cấp cái chân thứ ba thêm hai cái điểm quan trọng đó nữa. Ngoài cái chân tình, chân thật ra chúng ta còn cái chân gì? Chân tu để đạt được chân tâm. Đồng ý không? Người tu mà không thật tu, giả dối tu thì sự khổ vẫn mãi đeo mang. Người tu mà không có cái chân tình dành cho nhau thì người đó chưa thực hiện được lòng từ bi của mình, không mở lớn trái tim của mình. Người tu mà không chân tu, không có siêng năng nỗ lực tu thì không thể thăng tiến, mà không thể thăng tiến thì không đạt được an lạc giải thoát. Cho nên cần cái chân thật, cần cái chân tình, cần cái chân tu. Có được ba điểm này chúng ta sẽ đạt được chân tâm. Mà chân tâm chính là cái gì? Chính là Phật tánh, chính là tánh giác, chính là tri kiến Phật của chúng ta. Cho nên đại chúng nhớ cho kỹ, hai cái chân, chân trái chân phải này có liệt cũng được, nhưng phải giữ cho cái chân thứ ba của mình lúc nào cũng dũng mãnh, lúc nào cũng kiên cường. Ông trưởng ban tinh chiên, ông nghe tôi nói chân thứ ba, ông ngồi cười hí ha hí hửng kìa. Cho nên thật sự giữa cuộc đời này đó, là một con người bình thường hay là một người Phật tử, chúng ta vẫn phải cố gắng làm sao phát huy được cái đời sống của mình cho nó chân thật, mình chân tình để sống với mọi người. Đó là điều rất tốt. Người Phật tử thì cố gắng tu tập tinh tấn hơn để đạt được an lạc, để đạt được giác ngộ. Nếu ai cũng làm được điều đó thì cuộc sống này lý thông bị xử tử hết, thạch sanh sẽ xuất hiện khắp mọi nơi. Và tất nhiên khi lý thông không còn, thạch sanh có mặt, thì đời sống tự khắc nó sẽ yên bình, nó sẽ giàu đẹp và nó sẽ phát triển, mà được đạo đức lót nền cho sự phát triển đó.